Good morning, Blair. Happy birthday to you, and I thank you so much for what you have done for me. And this is Vasco from Vietnam. And what I learned from you 6 years ago in 2017, and I use your techniques. So I apply and transform thousands of people here for the last last 4 years and 5 years. And I already trained and helped more than 40,000 entrepreneurs and business person in Vietnam. And today is one of my class that called MBA in 2 days in Saigon, Vietnam. And there are more than 100 entrepreneurs and business in Saigon. And listen to what they say about you, okay? Hello, guys. We are BSCA leaders from Vietnam. You transform my life. I truly become a mindful leader and teacher. Thank you. Cảm ơn thầy đã giúp cho con được phát triển bản thân, trở nên tự tin và trở thành một nhà lãnh đạo, một nhà đầu tư chính trực. Thank you, Blair. Hi, Blair. Thank you for changing my life and thank you for transforming me from a pharmacist to a leader and a teacher. Happy birthday. Cảm ơn thầy đã giúp cho con có được sự chuyển hóa thực sự bên trong mình, chạm được con người vĩ đại ở bên trong mình và trở thành một người truyền cảm hứng, một nhà lãnh đạo, một nhà đào tạo thực thụ như những gì thầy mong ước dành cho thế giới này. Chúc mừng sinh nhật Blair. I love you. Thank you, Blair. I'm very happy for helping me from on my journey of leader teacher. You are changing my life. Thank you so much. Happy birthday. Xin chào thầy Blair Singer. Em trân trọng biết ơn thầy vì đã khai sáng em, giúp cho một người phụ nữ vùng cao đầy rẫy những cái khó khăn, nghi ngờ về bản thân như em để mà chạm đến nước giấc mơ hạnh phúc. Mỗi ngày em sống tốt hơn lên, mỗi ngày gia đình tốt hơn lên và mỗi một ngày đội nhóm tốt hơn lên. Hệ thống của em bây giờ gần 3.000 người đã được hưởng lợi những cái giá trị mà thầy đã khai sáng cho em. Nhân dịp sinh nhật thầy thì em xin được gửi lời tới thầy lời biết ơn sâu sắc và xin chúc thầy mãi mạnh khỏe, vui vẻ và ngày càng lan tỏa nhiều những cái giá trị mang tới cho để thay đổi thế giới này. Xin chúc mừng sinh nhật thầy. Cảm ơn thầy. On behalf of Success Business Vietnam, the partner of BSCA in Vietnam, we want to thank you very much for your great contribution to Vietnam. Thank you for your kind, your caring, your love, and your great heart. Happy birthday, Blair! We love you!